Hôm nay cô cùng các em sẽ đi học tiết luyện từ và câu, từ ngữ về tình cảm, dấu phẩy. Bài 1. Ghép các tiếng sau thành những từ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, kính, mẫu, quý mến. Các từ ghép được là quý mến, kính yêu, kính mến, yêu thương, thương yêu, thương mến, mến thương, yêu mến, mến yêu, yêu quý, quý yêu. Bài tập số 2. Em chọn từ ngữ nào điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh? A. Cháu, ông bà. B. Con, cha mẹ. C. Em, anh chị. Phần A chúng ta có thể điền được là: cháu kính yêu ông bà. B. Con yêu quý cha mẹ. C. Em yêu mến anh chị. Chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Nhìn tranh nói 2-3 câu về hoạt động của mẹ và con. Câu hỏi gợi ý: bạn gái đang làm gì? Người mẹ đang làm gì? Em bé đang làm gì? Vẻ mặt của mọi người thế nào? Chúng ta có thể đạt được một số câu như sau. Bạn gái đưa cho mẹ xem quyển vở có một điểm 10 đỏ chói. Một tay mẹ ôm em bé trong lòng. Một tay mẹ cầm quyển vở của bạn gái. Mẹ khen: con gái mẹ học giỏi quá. Cả hai mẹ con đều rất vui. Bài tập số 4. Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau? A. Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng. B. Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn. C. Giày dép mũ nón được để đúng chỗ. Câu A. Chúng ta có thể đặt dấu phẩy vào giữa hai chỗ, hai từ chăn màn, quần áo. Câu B. Chúng ta có thể đặt dấu phẩy vào giữa hai từ giường tủ bàn ghế. Câu C. Chúng ta có thể đặt giữa hai từ dấu phẩy, đó là từ giày dép và từ mũ nón.